bài em cất bước theo hoa lê trong phần gái như bèo con giữa dòng cho đẹp lòng cha mẹ mong lẽ ước mà họ hàng cùng được vui lấy nàng à. Thầm mong anh bên ấy yên hoa lê lắm để em đương yên ra bước tiệp theo người em đâu có gì lệ vui miệng cười mà lòng đau như ngắt ngàng à. Nào ngờ họ lại chẳng hiểu hoa lệ cho rằng em đã nở phụ tình người dù cho em giải thích hết lời cũng biết là bên tình bên nghĩa nàng à. Làm sao cho trọn vẹn đôi hoa lệ bên mẹ cha thì già theo năm tháng cầu mong con yên bề gia lệ thân dù sau này mẹ cha đi xa nàng à. Mong mỏi chờ đợi ngày a lệ ấy thiệp hôm nay gặp tên hai ta trời xanh sao lại nở an lệ bài chia đôi chuyện tình cảm chúng mình nàng à. Giờ đây thì hai đứa hai a lệ nơi còn chi xưa xin hãy chôn lệ vui quên quá khứ để đời thêm vui nàng à. Chuyện ngày xưa xin hãy